Chào mừng tất cả các bạn đến với channel của Hip. Và hôm nay mình sẽ gọi là mang đến cho các bạn một cái điều gì đó khá là lập dị một chút anh em ơi. Chắc chắn trong thời gian qua anh em đã từng xem cái video này rồi đúng không? Ok, cái video này thì dạo này gần đây thì rất là nổi trong cộng đồng Free Fire. Bạn đã xem chưa? Nếu bạn chưa xem thì có thể là bạn hơi lỗi thời một chút rồi đấy. Ok, cái video này thực chất thì nó khá là ảnh hưởng được không anh em? Và anh em có biết sự thật đằng sau nó là gì hay không? Sự thật? Sự thật thì mình không hề có gọi là chỉnh sửa quá nhiều cái video này. Thực ra cái phần Maxim kiểu cong mông ưỡn ở hôn gió, cái đó không phải là mình làm, mà là mình vận dụng một cái gọi là lỗi game chẳng hạn, lỗi chuyển những vật anh em ơi. Anh em có tò mò cách đéo là gì hay không? Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhân vật nam chuyển thành nhân vật nửa nam nửa nữ nha. Ok, đầu tiên thì chúng ta, các bạn có thể thấy đây, mình đã làm một nhân vật nam đúng không? Muốn chuyển sang nữ thì phải sao? Đầu tiên chúng ta sẽ phải làm một nhân vật nữ nha anh em. Thoát nào, nhân vật, lựa chọn nhân vật, mình sẽ chọn Misa nhá, để nhân vật anh em cho nó gần gũi anh em ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phòng chờ, sảnh chờ 224 cũng được, mục đích chính là để tránh những lời mời hoặc là spam mời thật là phiền phức anh em. Vào phần bạn bè nào, và phần tặng quà, thường, thời trang, ở đây cái hàng dọc này anh em thấy chưa, anh em sẽ chọn xuống cái phần cuối cùng nhá. Và anh em chú ý nè, cái phần anh em thấy cái phần mà đổi nhân vật nam nữ đây không, cái phần đổi nhân vật nam và nữ này, đây chính là mấu chốt để làm thuật này em ơi. Và đây phía bên phải chính là các bộ đồ đó, bộ đồ này anh em thấy quen không, đây chính là hành động mà mình đã sử dụng trong video đó. Ngoài ra còn có thể là bộ đồ này, nhưng bộ đồ này thì không. Bộ đồ này thì không có cái gọi là hành động gì hết anh em ơi. Ok, mình sẽ biến đổi nhân vật nam chuyển thành các nhân vật nữ lần lượt theo ba nhân vật này nha, để anh em biết cách làm cũng như là giải trí thôi anh em. Ok, let's go. Hiện tại thì các bạn đã thấy thì mình đã vào đây với các bước lần lượt là chuyển thành nhân vật nữ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm một nhân vật nữ, vào phần quà tặng bạn bè và vào phần thường thời trang, chọn bộ đồ này. Và chúng ta thấy chưa, tiếp theo những gì phải làm đó là chúng ta sẽ chuyển qua nhân vật nam. Với một phần nhân vật, lựa chọn nhân vật nam, quay lại. Tiếp theo chỉ với hai nút nữa thôi, chúng ta sẽ biến thành nhân vật nửa nam nửa nữ rồi. Công biến thành thụ, nam biến thành nửa nam nửa nữ. Chúng ta sẽ bấm vào cái phần chuyển giới này nha. Chưa đúng không? Một nút nữa nào. Và đây chính là những điều mà chúng ta đang muốn. Anh em thấy có nữ tính hay không? Một nhân vật nam khá là cá tính đúng không? Bấm vào nhân vật cái gì nhỉ? Ác quỷ này, bấm chuyển lần nữa. Đó, lại bay rồi này. Những nụ hôn gió thật tuyệt vời đúng không? Có anh em nào cảm thấy mê mệt nụ hôn này không? Nếu có thì phải là hơi đáng sợ nha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua cái hành động này. Anh em xem tham khảo nhá. Quay lại nè. Chuyển thành nữ cái. Lựa chọn nhân vật. Misa. Bạn bè. Tặng quà. Thường. Thời trang. Đây, chọn bộ đồ này. Và đây. Đây chính là nhân vật tiếp theo, cũng như là hành động tiếp theo mà mình sẽ chuyển qua từ nam thành nữ nha. Ok, tiếp theo vào phần nhân vật, lựa chọn nhân vật, lựa chọn Maxim nào. Quay lại, chuyển lần nữa. Và đây chính là thiên thần Maxim. Đó, ngồi trong nóng vàng và đánh lên tình cúc vàng với cây đàn. Anh em thấy chưa? Mình đang đứng khá là gọi là
Mình không biết phải diễn tả những ngày như nào nữa anh em ơi. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua nhân vật này nha. Đó, qua cái hành động này. Hành động này thì nó không BD bằng cái hành động này, nhưng mà mình sẽ chuyển qua cho anh em coi. Ok, lựa chọn nhân vật nào. Đầu tiên phải chuyển thành nữ đã. Ok ok, bấm vào đây. Đó, chúng ta sẽ chuyển qua nhân vật nam. Quay lại. Chuyển. Em thấy chưa? Hình đã chuyển về nhân vật mặc định rồi anh em. Và chuyển lần nữa. Biến thành Maxim rồi. Nhìn này, nhìn này. Ta-da! Như kiểu múa ba lê anh em ơi. Đó, mình giúp anh em khám phá ra gọi là một cách để gọi là giải trí thôi. Có thể chúng ta giải trí rồi đưa cho bạn bè xem gì đấy. Đó, anh em là gọi là biết thêm một cái gọi là để giải trí hoặc là chôn bạn bè. Anh em thấy thế nào? Ok, còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ ra và làm một trận trải nghiệm cái map đêm mới ra cho anh em. Let's go. Săn đêm xem nào. Bắt đầu. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Chúng ta hiện tại là đang trong phòng chờ. Ui, thật là may mắn khi anh em ơi. Hôm nay mình vừa mới gọi là hoàn thành xong cái nhiệm vụ thẻ vô cực anh em ơi. Vậy là bây giờ mình đã có 233 cái thẻ vô cực rồi, huy hiệu rồi. Huy hiệu thẻ vô cực chứ. Vậy là mình đã đủ để lấy bộ đồ cuối cùng rồi. Đã hoàn thành xong thẻ vô cực mùa này. Đây cũng là lần đầu tiên mà từ thẻ vô cực mùa 1 đến giờ mà số điểm thẻ vô cực của mình lên đến 233 đó anh em. Trước là toàn dưới 200 thôi. Tại vì mình lười cày mà. Ok, chúng ta sẽ đi từ khu dân cư, bay qua khu cùng chơi, đi thẳng ra ra một khu đập thủy điện anh em ạ. Nhưng mà đập thủy điện thì ngoài bo rồi. Ok, mình sẽ nhảy xuống ống trời nhá. Dự là sẽ có những màn đấu khá là hấp dẫn đấy. A và kép M và đấm tay. Mình thì mình không cày kỹ năng Kla, nên là nhiều khi chơi cái chế độ này thì cũng khá là khó khăn đây. Chế độ này thì các bạn ấy rất là hay dùng Kla. Đó. Thực sự thì cái lùm cây trong chế độ này thực sự là chỉ để gọi là làm màu anh em ạ. Và ai cũng thấy thế đúng không? Quá là màu luôn. Cái bộ cây thì để làm gì cơ chứ? Trong trường hợp này thì nhảy ngay cạnh nhau hay tranh ngay cùng nhà nhau cũng chả phải sợ anh em ạ. Súng cận chiến không có, toàn súng bắn xa thôi. À, mình đã nhặt cho mình một bịch máu rồi. Như là có cả gậy thì phải. Đây rồi. A về kép vào cho mình. Xem nào. Kim kem về là dễ bị bắn từ xa lắm em ơi. Sợ lắm, nên phải check xung quanh đã. Được cái nó cho cái ống nhắm nghiệp rất là dễ check anh em ạ. Có người một cây đấy. What the hell. Có lẽ là do tay của mình nó khá là buốt anh em ơi. Anh em nào miền Bắc thì phải biết rồi. Miền Bắc bây giờ đang rất là lạnh luôn. Và tay của mình thì cũng đang bị cóng nữa. Cóng tay thực sự anh em ạ. Này thì bây giờ thì đấm cho một cái nữa. Ơ, what the hell, sao không đấm được nhờ? What, thanh niên kia đấm mình rồi. Uầy. Thanh niên kia vẫn đang gọi là từ xa vẫn đang gọi là bắn anh em ạ. Ơ, trúng rồi mà ta. What the hell. Thanh niên đằng xa vẫn đang bắn kìa. What, tại sao lại không trúng vào đấy nhỉ? Ui, tay của mình vẫn đang cóng quá anh em ơi. Ok, bình tĩnh nạp máu cái nào. Giáp dùng thì vẫn chưa có anh em ạ. Bình tĩnh lại, tất cả phải là bình tĩnh. Thanh niên ở xa kia bắn tôi gì vậy? Mình sẽ xuống đây và giao chiến với thanh niên kia nha. Thanh niên kia như là đang trong nhà thì phải. Ở trong chế độ này thì chúng ta cũng không có bom, nhưng mà cũng không có mìn. Mẹ, tại sao lại chạch nhỏ?
Ừ, thằng này kia thì vẫn đang ở phía ngoài kia. Sao đây? 150 anh em ơi. Bạn ấy chạy đâu đây? Bạn ấy chạy đi đâu? Bạn ấy chạy đi đâu hả bạn? Cái chuyện này thật là buồn cười quá đi. Cái chuyện này thật là buồn cười quá đi anh em ơi. Bạn chạy đi đâu? Mình không cho bạn cơ hội nạp máu đâu. Nạp máu hả bạn? Không có cơ hội đấy đâu. Uầy, bạn ấy có cả giáp chống nổ luôn này. Thậm chí là giảm thanh, cũng như là bom keo. Trong trận này thì mình như vậy gọi là khá giàu rồi anh em ạ. Khá giàu gì đây? À, trong kia, ở sau kia một người anh em ơi. Núp à? Núp à? Núp à? Núp à? Núp à? Núp ai? Bạn núp gì vậy? Uầy, bấm nhầm kìa. Ôi, tay cóng ấy. Từ từ, để mình chỉnh cái tay đã. Tay mình cóng á. Núp đâu hả bạn? Bây giờ thì bạn núp đâu? Ơ, à, tay của tôi. Bạn không quen gì hết anh em ạ. Khá là kỳ. Uầy, 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 uầy. Uầy, anh em thấy gì chưa? 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 Em thấy tôi làm gì chưa? Anh em thấy cái gì chưa? Hiện tại thì hai khẩu súng của tôi đều đã có giảm thanh rồi anh em ạ. Ơ, cái tay của mình nó bị cứng quá. Có lẽ là do thời tiết lạnh anh em ạ. Chỉ còn 8 mà thôi. Thằng này kia chắc đang trên nhà đúng không? Mình sẽ công lên nhé. Ơ, why? À, cái nút bắn kìa. Nút bắn thì hôm nay mình quay video và mình để mở quá. Có lẽ là mình không để ý và đã vô tình chạm vào nút bắn khá là nhiều. Why? Thế này kia bắn chúng tôi rồi. Why? Thế này kia bắn khá chuẩn luôn. Phạt cuối thì tôi có bắn trúng thanh niên này một phát. Nhưng mà thanh niên này thì đã gọi là bắn trúng tôi lần hai. Tôi vẩy AFM hơi kém anh em ơi. Có lẽ là do mình đã chơi cái này phải đây là chắc là ván thứ 3, thứ 4 gì đấy. Cái trận này AFM thì vẩy AFM phê phải biết anh em ơi. Mình khuyên các bạn có thể như là đang nhầm nhưng mà các bạn có thể vẫy tâm. Vẫy tâm nhỉ hả? Địch ở sang bên phải anh em vẫy tâm sang phát rồi bắn một phát có thể là liều đi. Nhưng mà khá là dễ trúng. Mình đã thử vừa rồi đó anh em. Ok, và video của mình sẽ có lẽ là sẽ kết thúc từ đây nha anh em. Và mình vừa làm mang đến cho các bạn một cái gọi là thủ thuật để biết đến cái chuyển thanh niên đang nạp máu thì đúng rồi, chế độ này thì rất là sợ. À không, bụi cỏ không phải để làm máu đâu anh em ơi. Bụi cỏ đôi khi cũng rất là khá là hữu hiệu đấy. Nhắm rồi bắn đi. Bạn ấy còn chờ điều gì vậy? Bạn ấy chờ điều gì? Bụi cỏ mất luôn rồi. Ok, có lẽ là video mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Trải nghiệm map đêm và hướng dẫn các bạn trở thành một nhân vật nửa nam nửa nữ. Ok, nếu thấy thú vị thì đừng quên like và subscribe ủng hộ mình nha. Và tấu hài Free Fire thì đã xong được khoảng 1/3 rồi anh em ơi. Thực sự là rất hại não luôn. Làm tấu hài khá là mất chất xám luôn anh em ạ. Ok, và hãy đón chờ những sản phẩm mới nhất từ mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine. Everybody asked me how I know.